Miami Beach, Florida. Chào các bạn thân mến. Hôm nay Ngọc Ánh muốn chia sẻ với các bạn về vấn đề bảo hiểm nhà cửa ở Mỹ. Thì khi mà bạn có nhà, hoặc là có phòng trọ, hoặc là có thương xá, thì nên mua bảo hiểm. Nếu bạn mượn tiền ngân hàng để mua nhà hoặc là mua bất động sản, thì ngân hàng sẽ bắt buộc các bạn phải mua bảo hiểm trước khi mà nó giao tiền cho bạn mua nhà ở closing. Thì là bạn phải đi gặp một nhà bảo hiểm, mua cái bảo hiểm của năm đó, rồi tới là luật sư thì là mới được cho chìa khóa nhà. Nó mới bảo hiểm có hai bảo hiểm mua nhà, đó có hai thứ bảo hiểm, là bảo hiểm vừa đền đáp cái nhà nếu nhà bị cháy, bị bão, bị lụt, mà trong đó nó cũng có cái liability, tức là bảo hiểm về trách nhiệm. Ở Mỹ cái luật lệ nó ngộ lắm. Nếu người nào bị tổn thương trong sân của bạn, trong sân nhà của bạn, hay trong hồ tắm nhà của bạn, cái lề đường á, cái lề đường mà chút xíu vậy, cái đường á, cái lề đường nhỏ nhỏ vậy á, là trách nhiệm của tỉnh hoặc là của Homeowner Association, của cái ban quản trị chung cư. Nhưng mà từ cái lề đường đó mà vào trong nhà đó thì là trách nhiệm của bạn. Khi bạn mua nhà, bạn phải coi, bạn phải hỏi cái luật chỗ đó, cái lề đường đó, đường đi đó là trách nhiệm của ai. Nếu mà cái nhà đó mà trách nhiệm, cái lề đường trách nhiệm của bạn, là bạn phải giữ gìn cho nó sạch sẽ, không có để những vật cồng kềnh. Nếu mà đứa trẻ nó lái xe, nó đi xe đạp mà tông phải cái đó mà nó ngã, nó mà nó bị gãy tay là mình chịu trách nhiệm. Nếu mà trời tuyết, tuyết động trước nhà, trước cái lề đường đó, nếu mà trách nhiệm của mình thì là mình phải xúc tuyết đi. Có nhiều chỗ là trách nhiệm là cái lề đường, thì mấy người họ có mướn một người mùa đông, mướn một người là buổi sáng đi xúc tuyết hết tất cả một dãy luôn. Đó là trách nhiệm, liability. Bạn, người ở trong nhà bạn mà nếu có xảy ra tai nạn, cháy nhà hay gì mà họ bị tổn thương, là bạn cũng phải trách nhiệm. Trách nhiệm là gì? Trả tiền thuốc cho người ta, rồi tiền tổn thương cho người ta. Nếu người ta không đi làm được bao nhiêu năm, bao nhiêu ngày thì mình phải trả. Nếu người ta tàn tật luôn là mình trả nặng. Xe cũng vậy nha bạn. Nếu bạn chở ai mà bạn bị tai nạn mà thì là họ có quyền họ thưa bạn. Nếu mà lỗi của bạn, họ thưa cho bạn là thưa là bạn có khi phải đền tới bạc triệu. Nếu mà những người đó mà tàn tật thì bạn phải đền tới bạc triệu. Thành ra ở Mỹ đó không ai muốn chở người khác, chỉ trừ khi nào mà có những người mà có bằng, mà có bảo hiểm, mà đặc biệt như là lái xe bus xe này kia, xe tải, thì nó có bảo hiểm là chở người khách. Bạn cho mướn phòng trọ thì cũng vậy, bạn mới chịu trách nhiệm an ninh cho người phòng trọ, tức là chung quanh cái bãi parking là bạn phải gắn đèn, gắn camera để bảo vệ cho khỏi cướp bóc cái phòng trọ. Trong cái phòng trọ bạn cũng ở, cũng trong hành lang mà cũng để camera, vậy thì người ta sợ tam giác ăn cướp trong nhà, trong người mướn. Nếu mà bạn không để đèn cho rõ, cho để tối, để tối âm u, để trồng cây lùm xùm mà người ta núp trong cây, ta vô để người ta vô, người ta trình cái người mướn nhà của bạn là nhảy vô chỉ súng cho nhà cướp, là bạn phải trách nhiệm. Cái đó là trong cái bảo hiểm nó có là hai loại đó, là bảo hiểm nếu mà về vật chất, bảo hiểm về tổn thương tính mạng kêu là liability. Thì công chuyện làm ăn mà cho mướn phòng trọ hay là cho mướn nhà hay là cho mướn phố đó, cái nặng lắm á, nặng nhất các bạn ơi là cái bảo hiểm. Mình có một 20 căn phòng trọ, bảo hiểm là một năm là mình đóng 12.000 đô bạn. Bảo hiểm cho 20 gia đình nặng lắm, tiền bảo hiểm nặng lắm. Tại nhất là ở Florida nó hay có bão á, thì là bảo tiền bảo hiểm nặng lắm. Tại vì hễ mà tóc, hễ mà có tóc ngói hay là có bể kiến này kia đó, có lục lội này kia đó, là bảo hiểm nó đền.
thì mình chưa mình đóng cả 10 năm nay, 20 năm nay mình chưa có sử dụng lần nào. Hay là bị cháy, nhất phòng trọ hay bị cháy tại vì cái người ta hút thuốc rồi người ta ngủ quên đó. Phòng trọ bị cháy hay là họ nấu ăn họ quên phòng trọ bị cháy thì là mình thì bảo hiểm của mình sẽ giúp cho mình sửa chữa lại. Ở đây là bắt nếu mình mượn tiền của ngân hàng là người làm mình ngân hàng nó bắt mình phải đóng bảo hiểm. Và cái mỗi năm nó có chừng, nó coi nếu mà mình không đóng bảo hiểm, mỗi năm nó hỏi mình đưa giấy bảo hiểm cho nó coi. Mỗi năm nếu mình không đưa giấy bảo hiểm mình không có thì nó sẽ mua bảo hiểm cho mình, mà nó mua thì giá mắc hơn, rồi nó cộng vô cái tiền mình thiếu nó. Giờ mình trả cái nhà mình trả chừng 2.000 đô, nó mua dùm cho mình nó chỉ có 2.000-3.000 đô, tại nó chọn những hãng lớn ha. Nó không có bỏ thời giờ đi kiếm hãng như mình, thì nó cũng nói là mình tự mình phải đi bảo hiểm. Thì khi nào mình biết nhắm ngày này mà chỉ là bảo hiểm mà mình ngưng tới tháng 10 thì ngưng, thì bắt đầu đầu tháng 10 hay là giữa tháng 9 là mình phải renew, mình phải tiếp tục là để mình đóng ra cho năm mới. Thì cái bảo hiểm ở Mỹ rất là quan trọng. Tất cả những tổn thương về vật chất, tổn thương về sinh mạng rất là quan trọng. Mà còn nếu mình cho mướn nhà trọ đó mà mình không có bảo trì nhà trọ, mà nếu người ta bị điện giật ở trong nhà trọ vì cái ổ điện không có bị cái ổ điện hay là sợi dây điện nó lỏng thòng mà mình không tơ lên, mình không lên mình sửa đó là cái trách nhiệm của mình. Nếu mà tủ gắn lên tường trong nhà bếp á, mà nếu mà nó lung lay á là mình phải sửa. Cho nếu mà nó lung lay mà rớt xuống rồi bị thương người ta thì mình cũng bị trách nhiệm nặng lắm ha bạn. Bạc triệu như chơi ha. Có nhiều khi thành ra mình phải đi kiểm soát, đi bảo trì cái nhà trọ mình kỹ lưỡng ghê lắm. Còn nếu bạn có những cái bà chủ thương xá mà rộng lớn rồi có nguyên mà có bãi đậu xe đó, thì bạn có trách nhiệm cho người đậu trên đậu xe bạn, người mướn nhà đậu xe chỗ đậu xe của nhà trọ của bạn thì bạn mới có trách nhiệm. Thành ra bạn phải nếu mà chủ những cái chung cư nhà trọ mà tới từ 100 trở lên đó, là mình phải mướn bảo vệ. Tại nếu mà không mướn bảo vệ không an ninh đó, ăn cướp vô ăn cướp á là mình cũng trách nhiệm. Thành ra phải mướn bảo vệ gác chung cư, bảo vệ gác trách nhiệm về chung quanh cái sân đậu xe, và phải gắn camera. Thì gắn camera thì có một người bảo vệ ngồi coi, thì gắn vô camera để coi. Nó càng người ta nói là to thuyền thì lớn sóng, càng nhiều phòng trọ thì phải mướn tiền, mướn người khác chi tiền nhiều hơn. Mà nhớ là khi bạn mua nhà đó, mà như nhất ở những cái vùng mà biển như vùng như Florida chẳng hạn vậy đó, thì là bắt đầu tới tháng 9 á là bắt đầu có bão, mà ở ngoài biển á, thì ở trong đây nó không có nhận mua bảo hiểm mới nữa. Nó tránh cái chuyện mà người ta chờ tới bão, mùa bão tới rồi đóng bảo hiểm, thì sẽ bảo hiểm rồi trả tiền 6 tháng rồi xong cái qua tới bảo hiểm bao qua tới cái hết mùa thì không làm nữa để lợi được 6 tháng. Thành ra nó không chịu, bắt đầu mà tới cái mùa mà hurricane thì nó không nhận bảo hiểm mới nữa. Cái lực của nó ngộ lắm. Tại ở Mỹ cái gì cũng bảo hiểm, sức khỏe thì cũng bảo hiểm, xe thì cũng phải mua bảo hiểm, nhà cũng phải mua bảo hiểm, rồi còn có cái bảo hiểm về nhân thọ nữa. Thì cái đó thì mình sẽ nói chuyện sau. Bảo hiểm đây là bảo hiểm tính mạng, bảo hiểm nhân thọ thì cái đó nó hơi khác một chút. Để có bảo hiểm về săn sóc sức khỏe, bạn mua bảo hiểm nếu bạn cần người săn sóc thì nó sẽ cho người gửi từ người săn sóc, mà nếu mà bạn không cần người săn sóc thì mình mất tiền luôn. Đó là bảo hiểm sức khỏe. Thì có người lớn tuổi cần người săn sóc, có người lớn tuổi họ khỏe lắm, họ sống khỏe cho tới họ 100 tuổi thôi không cần ai săn sóc hết. Thì có người hay ốm đau mới sắp 70 là không đi nổi này kia thì phải cần người chăm sóc. Thành ra bảo hiểm đó nó làm cho 100 người đóng tiền thì có chuyện 20 người xài, vậy thành ra bảo hiểm nó mới giàu. Bạn biết những cái ngân hàng, những chung cư, những đường lớn ở New York hay là ở đây là toàn là bảo hiểm làm chủ, nó gom hết tiền của mọi người vô,
cái nó mua bất động sản, mua bất động sản rồi cái nó thâu tiền, mỗi thâu tiền đó vô rồi, thế mà nếu mà ai cần đền thì lấy tiền ra nó đền. Mà nhưng mà 100 người lái xe chắc cũng chắc chắc một người bị tai nạn thôi mà có ha, thì là nó tính sẵn rồi, nó tính hết rồi bạn, thì nó không có lỗ đâu. Mấy người hãng bảo hiểm đâu có lỗ, càng ngày càng giàu, ngày càng to. Thì chào các bạn á, chúc các bạn luôn được vui vẻ, mạnh khỏe, trẻ đẹp và vạn sự mình như ý. Mình sẽ nói chuyện sau, trong video sau, để cùng nhau bàn luận về những việc trong cuộc sống Mỹ. Bye.